màu, trong đó có một cái màu đặc biệt nhất là màu nâu sồng các bạn. Màu nâu sồng là màu của nông dân Việt Nam, màu của đất. Cho nên ở các ngôi chùa trong Phật giáo người ta cũng lấy cái màu này để làm cái màu đặc trưng cho các Phật tử. Và cái màu thứ hai là màu đen. Vì ngày xưa người ta chưa có biết làm những cái màu sắc sặc sỡ thế này đâu. Cho nên các bạn xem trong những phim cổ trang của Việt Nam mà nói về người nông dân ngày xưa thì thường các bạn sẽ thấy cái màu nó nâu sồng và màu đen. Bắt đầu sau này nó phát triển rồi nó có lụa là gấm vóc thì có cái màu mới. Ở bên lại các bạn đây là cái chợ cá, chợ hải sản nước ngọt. Các bạn nhìn cái con tàu, cái ghe ở đây nó hơi lạ hơn những ghe khác. Đây là những cái ghe mang cái dáng đặc trưng của từ Campuchia sang, hoặc là từ cái vùng thượng nguồn của sông Tiền và sông Hậu. Nó sẽ đổ xuống thì người ta mang dáng vẻ như thế, màu sắc rất là sạch sẽ. Và ở đây cũng nó mỗi con tàu vậy nó có một cái biển số, và trên cái biển số rất là muốn xem cái biển số của lý lịch của tàu nó nằm ở đâu. Các bạn nhìn hai cái chữ cái, các bạn sẽ nhận biết ngay nó là ở đâu rồi. Ví dụ như tàu của Cần Thơ nó sẽ là TT, ví dụ như tàu của Đồng Tháp nó sẽ là DT, hoặc là của Bình Thuận thì nó sẽ là TT. Nhưng bây giờ ở Bến Tre nó cũng thì TT nó làm sao đây? TTR. Thêm chữ R rồi nha, chữ R và chữ R mình nó sẽ ra được. Nhìn vào nó sẽ dễ nhận dạng nha. Thưa lại hai chị và các bạn, chúng ta biết là hiện tại sáng nay nhà mình đang di chuyển trên một đoạn khoảng 8 km sông Cần Thơ. Chúng ta nhớ đây là sông Cần Thơ các bạn nha. Rất là nhiều các bạn điều hành là rất xin lỗi các bạn nha. Chắc có lẽ nhiều khi mình không biết chắc, nhưng mà mình đọc rất là nhiều những chương trình khi mình nhận đoạn đi thì các bạn lại ghi là chúng ta về miền Tây đó, Cần Thơ sáng sớm đi thuyền đến sông Hậu để gọi là tham gia mình chợ nổi cái răng. Đúng các bạn. Cái bọc bít, cái bao bít đó, bao đồ đó mà. Đó là chợ cái răng nằm ở trên sông Cần Thơ. Và trong Cần Thơ nó còn có một cái chợ nữa, đó là chợ Phong Điền. Từ cái răng các bạn lên một đoạn nữa chúng ta sẽ gặp chợ Phong Điền nằm ở cái huyện Phong Điền. Nhưng mà chợ Phong Điền bây giờ là chỉ giải thể. Chợ Phải Phong Điền cũng đã giải thể. Nói chung là đại khái gì. Nhưng có cái chợ này là đúng trên sông đúng trên sông Hậu các bạn nha. Đó là chợ nổi Long Xuyên. Vừa rồi các bạn có đi qua thì lên trong Long Xuyên á. Ở đó vẫn có một chợ nổi nằm dọc trên sông Hậu nha. Cho nên chúng ta để ý nè. Thành ra là nhớ là sông Cần Thơ các bạn nha, chứ không phải là sông Hậu. Và sông Cần Thơ nó là một nhánh của sông Hậu. Bê Công là từ gọi phương âm của Phú Lào các bạn nha. Từ Phú Lào ra, Phú Lào nó gọi là mẹ khổng, có nghĩa là cái sông mẹ. Chúng ta nhập dọc phương âm quốc tế là Bê Công. Và khi về Việt Nam mà thì gọi là Phú Long. Thì Bê Công nó bắt nguồn từ bên Trung Quốc sang Miến Điện, rồi đến biên giới Lào, Thái và đến Campuchia. Sau đó chúng ta đến tới Campuchia có cái ngã tư sông, ngã tư Long Biên tới nước Lợi Biên đó. Rồi một ngã nó hướng vào trong Hiểu Hồ, nó giống như cái bờ gầy phía dưới chúng ta. Và sau đó còn một nhánh thì nó sẽ tiếp tục nó đi hướng về Việt Nam. Nhưng mà trước khi về Việt Nam nó chia thành hai nhánh. Đó là nó đổ vào Việt Nam chúng ta tạm biệt gọi là sông Tiền và sông Hậu. Trong đó dòng chính là sông Tiền, dòng phụ là sông Hậu. Và nguồn nước của sông Hậu nó được cung cấp thêm bởi dòng sông Tiền qua một con sông rất nổi tiếng, đó là con sông Vàm Nao. Các bạn có nghe cái thuật ngữ cái tên sông Vàm Nao bao giờ chưa?